xem mùa dịch xem nhà sống sao. Rồi. Làm đi, làm đi, làm đi, làm đi, làm đi. Tiếp tục đi nào. Thôi anh kêu anh ra đi. Ừ, anh đi ra đi nhà em mà. Dạ em anh đi ra đi, mấy tháng không đóng tiền nhà, tiền điện của ta, anh đi ra đi, anh quay phim cũng vậy à. Được rồi. Còn đâu mà em hay mấy trăm không? Em mới làm đi, làm đi, làm đi, đây. Rồi đi ra, nếu mà anh không đi ra thì em đóng cửa lại nha. Rồi, đóng đi, đóng đi, đóng đi. Bạn lĩnh cứ đóng đi. Đang dịch mà bị chủ nhà trọ đuổi đi, thanh niên quay clip đăng lên nhưng không ai bên vực còn bị chửi. Giữa lúc đại dịch Covid-19 đang căng thẳng thì việc đuổi khách trọ ra khỏi nhà là điều rất đáng bị lên án. Tuy nhiên trong tình huống dưới đây, dân mạng lại hoàn toàn đồng tình với chủ nhà. Cụ thể sự việc xảy ra tại một phòng trọ ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Người quay video là một thanh niên cảm thấy ấm ức vì bị chủ nhà trọ đến làm dữ, đuổi đi không cho ở. Lý do mà thanh niên này đưa ra là dịch này người ta không làm ăn được, thiếu tiền điện 2 tháng mà vào đuổi đi. Theo đó, đoạn clip ngắn cho thấy cảnh hai người chủ trọ vào nhà dọn dẹp mấy thứ bừa bộn ở giữa nhà, còn người thuê trọ giơ máy điện thoại lên quay. Chủ trọ vừa vào, người này đã nói giọng rất thách thức. Để xem mùa dịch này nhà chị sống sao, bà chủ nổi đoá vớ một đồ vật nhỏ ném vào người thuê nhà, làm điện thoại chệch hướng. Người thuê nhà sau đó tiếp tục quay và thách thức, làm gì thì vào đây làm đi, tiếp tục đi nào. Anh đi ra đi, nhà em mà. Mấy tháng anh không đóng tiền điện, tiền nhà của người ta. Anh quay phim cũng vậy à, cộng đồng mạng không ai giải quyết được cho anh đâu. Được rồi, làm gì làm đi. Nếu anh không ra thì em khóa cửa lại đó nha. Rồi đóng đi, có bản lĩnh thì đóng đi. Chủ nhà ngay sau đó đã ra ngoài khóa cửa lại, nhốt thanh niên phía trong. Khi clip này gây tranh cãi hai chiều, một số người biết ngọn ngành câu chuyện đã cung cấp thêm thông tin. Theo đó, thanh niên thuê nhà quay và đăng tải tổng cộng 4 clip tố cáo chủ nhà. Trong các clip này cũng cho thấy rõ, chủ nhà đã rất thiện chí hỗ trợ giảm 2 triệu tiền nhà, chỉ còn tiền điện nước phải đóng đủ. Thanh niên này vẫn dùng điều hòa nên 2 tháng tốn khoảng 3 triệu tiền điện nước, chủ nhà đã cho 7 ngày để thu xếp trả tiền. Trong thời gian đó, người thuê chẳng những không xin khất hay trình bày khó khăn mà còn nhắn tin chửi chủ nhà. Khi chủ nhà không muốn cho thuê nữa, đến đòi lại nhà thì quay clip để làm áp lực, còn đòi tặng sách đắc nhân tâm cho chủ nhà đọc. Quá mệt mỏi với vị khách trọ oái ăm này, chủ nhà đã quyết định không cho người này tiếp tục thuê nữa và đến yêu cầu dọn đi thì xảy ra sự việc như trong clip. Thái độ thách thức của thanh niên khiến không một ai bên nổi, dân mạng phần lớn đều đồng tình với chủ nhà. Bạn thiếu tiền mà ăn nói như ông nội người ta vậy, ai cũng biết dịch không làm ăn được, nhưng cũng phải nói sao cho lọt tai chứ. Người ta đâu có nghĩa vụ phải cho tiền bạn nhiều vậy. Đừng lôi dịch bệnh ra mà thanh minh, tiền nong sòng phẳng trước đi đã. Còn hỗ trợ hay không tùy tâm chủ nhà, có chủ trọ phải vay ngân hàng trả lại nữa, đâu phải ai cũng giàu. Nói kiểu đó phải tôi cũng đuổi, năn nỉ, ăn nói đàng hoàng người ta còn thương, chủ trọ như này là thấy hiền rồi. Lúc quay clip, thanh niên cứ nghĩ mình sẽ thành TikToker, ai ngờ bị chửi dữ vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.